Ok, hello anh em nha. Chào mừng em trở lại kênh của mình. Mình là FullWiFi đây. Thì có lẽ anh em sẽ rất bất ngờ khi mà mình bật con One Piece lên. Mình cũng đã từng kể với anh em rồi, đó là mình bỏ qua con One Piece này rất là lâu rồi. Và hiện tại là mình không chơi con One Piece này nữa. Nhưng mà tại sao hôm nay lại mình lại mở con One Piece lên? Như anh em có đã biết á, là có ba con game, có rất là nhiều con game giống nhau, như là Ultimate Ninja King, FullWiFighter, One Piece, Pokemon, Digimon và rất là nhiều game khác nữa. Và tất cả các game đó đều có con tướng giống nhau, đều có lộ trình cập nhật tướng giống nhau, nghĩa là có thể hôm nay game này ra con này sớm hơn thì hôm sau những game khác nó cũng sẽ ra con y chang như vậy. Họa chăng là nó đổi một tí thông tin về skill thôi, nhưng mà bản chất thì vẫn là con đó, con tướng giống nhau hết. Nó chỉ đổi hình dạng và tên tuổi thôi anh em ạ. Thì hôm nay mình phát hiện là bên con One Piece này á, nó sắp kỷ niệm 4 năm. Kỷ niệm 4 năm. Và nó sắp ra một con tướng mới anh em, và mình để ý là bên FullWiFighter và bên Ninja Ultimate King chưa cập nhật. Cho nên mình phải tranh thủ mình chạy qua đây để mình review ngay luôn. Tại vì sắp tới có thể là GP bên Ninja nhá, hoặc là bên FullWiFighter nó sẽ ra con tướng này. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Đó là một con tướng thủ nha anh em. Con tướng thủ này gọi là con Kid World nhá. Thì ở bên One Piece người ta gọi là Kid World, nhưng mà sắp tới bên FullWiFighter hay là bên Ninja nó sẽ đều là nó có thể ra con này nhá. Và mình cũng đã lướt qua skill này rồi. Và đánh giá của mình là gì? Cực ngon, rất là ngon luôn. Đây là một con trong những con tướng mà tại vì sao mình bảo là ngon nhá? Vì anh em cũng biết là meta hiện tại nhá, đều là kiểu top cao là sẽ win, hầu như top cao là sẽ win, top thấp là không thể có cửa luôn. Nhưng mà đây là một trong những con tướng ra để cho những em top thấp có khả năng bật lại những anh em top cao nha. Được rồi, bộ skill của nó thì mình đã xem qua rồi và mình đã dịch ra đây rồi nhá. Mình sẽ chuyển sang màn hình dịch cho anh em xem nhá. Đây, mình đã dịch bộ skill của con tướng ra rồi. Thì anh em mình chịu khó nhìn vào guộc nha, tại vì mình cũng không có làm một chuyên nghiệp cho nó được. Có gì mình sẽ đọc cho anh em ha, mình sẽ giải thích từ từ cho anh em. Được rồi. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái nội tại của con tướng này nhá. Thấy chưa? Đây, đầu tiên là mình sẽ nói tại nó nội tại của con tướng này nhá. Anh em không quan tâm là con này như thế nào nha. Sắp tới bên Ninja Ultimate King hay là bên FullWiFighter nó cũng sẽ đều ra con tướng này thôi. Được rồi, đầu tiên là nói về nội tại nha. Thì con tướng này khi mà vào trận nó sẽ tăng cho đây nè, tăng 15% đam và 15% giảm đam cho toàn bộ team, cho toàn bộ đồng minh mình luôn. 15% tấn công và 15% giảm sát thương. Bắt đầu mỗi lượt nha, bắt đầu vào mỗi lượt nha là sẽ giảm 25% khả năng hút HP của tướng ADK bên toàn bộ team địch. Đấy, nghĩa là sắp tới là game nó sẽ đánh mạnh vào khả năng hồi phục. Thì em biết là bên Ninja nó đã ra con Gedo Mago rồi, là con gọi đạo ma tượng ấy, nó đã giảm khả năng hồi phục rồi đúng không? Thì con này nó sẽ giảm khả năng hút HP của tướng ADK team địch ha. Và nếu mà bên team anh em có ba tướng thủ ở đây nghĩa là ba tướng có hệ khiêng á, ba tướng có hệ khiêng nhá, thì phe ta đó, bên, nghĩa là bản thân nghĩa là bên bên team mình có ba cái tướng thủ nhá, thì bản thân của con tướng này nhá, nó sẽ kháng đam crit luôn. Nghĩa là khi mà team bên anh em có ba con tướng hệ khiêng á, thì bản thân con tướng này nó sẽ không thể nhận đam crit nữa nha, nó sẽ kháng đam, nó sẽ miễn đam crit hoàn toàn luôn. Tất cả ăn sát thương nhân nhân nó nhận vào chỉ là đam thường, nghe là thấy mệt mỏi đúng không em? Vậy là nghĩa là mấy con như kiểu Obito, Asuma, rồi Uchiha bắt buộc Kage là đam con này không thể crit được luôn, tất cả đam nhận vào là đam thường. Anh em nghe là hết bắt đầu đau đầu rồi đúng không? Và tiếp theo nha, là tiếp theo nào, có 40% búp cho đồng minh xung quanh, nghĩa là búp hình chữ thập ấy, giống như kiểu con Raikage và con Maratop nha, búp hình chữ thập sẽ búp 40%, có tỷ lệ 40% nhá, búp cho các đồng minh xung quanh cái hiệu ứng này luôn. Nghĩa là 40% cứ mỗi một lượt nha, cứ mỗi một hiệp nha, là bản thân nó, nếu mà bên team anh em có ba tướng khiêng á, kể tính cả nó luôn nha, là anh em chỉ cần thêm hai con tướng khiêng nữa thôi, thì con này sẽ mặc định là kháng đam crit và có 40% buff cho những con tướng xung quanh của nó cũng kháng đam crit chung luôn.
Cực kỳ ngon nha anh em, cực kỳ tuyệt vời luôn. Được chưa? Và tất cả đòn tấn công của bạn của con tướng này nha, tất cả đòn tấn công của con tướng này nha, kể cả đánh thường, kể cả ultimate, các kiểu thứ là sẽ gây sát thương chuẩn bằng 50% tấn công. Và cứ mỗi lần thực hiện hành động là sẽ tăng thêm 10% stack vô hạn. Đây là con này càng cuối game đam càng to nha anh em. Càng cuối game đam càng to nha. Thực ra thì mình cũng không có gọi là đánh giá cao cái stack vô hạn này lắm. Tại vì trong game hiện tại á, bản thân con là trong game hiện tại cũng đã rất là nhiều con có khả năng stack vô hạn rồi. Và đó là những con tướng tấn công luôn. Và mình cũng chưa thấy thực sự là đam nó to như thế nào cả ở những con stack vô hạn đó. Cho nên với một con tướng thủ á, cái dòng này thì mình không biết là có mạnh hay không, nhưng phải chờ nó ra mắt thì mình mới biết được. Nói chung là đọc qua một cái đọc tổng kết qua cái nội tại của nó thì sao? Tăng 15% đam và 15% giảm đam cho toàn bộ đồng minh đúng không? Giảm hút máu của toàn bộ tướng tiếp địch. Nếu mà có ba tướng thủ bên phe mình nha, ba tướng kia khiêng thì bản thân nó sẽ kháng crit và 40% buff cái kháng crit cho đồng minh. Được chưa? Đó là cái những cái mình đánh giá cao nha. Đây, những cái mình đánh giá cao của con tướng mới này. Còn cái dòng cuối thì mình không quan tâm lắm. Nên thật luôn mình không quan tâm lắm. Tại vì chả quá hy vọng vào việc cái đam. Chả quá hy vọng về cái đam của một con tướng thủ cả. Nói thật luôn. Ok ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi vào cái skill 1 của con tướng này nha. Skill 1 của này là gây đam hàng trước. Đây, kỹ năng gây 140% đam hàng trước này. Thì con này á, nó có một cái cơ chế đó là cái lượt gây skill của nó sẽ tính vào số chẵn hoặc số lẻ nha. Nghĩa là ở tuần 1 thì là số chẵn, mà ở tuần 2 thì là sẽ là số lẻ. Tuần 1 sẽ là số lẻ chứ nhầm cho anh em. Tuần 1 sẽ là số lẻ và tuần 2 sẽ là số chẵn. Thì nhá, ở số lẻ thì nó sẽ gây cái hiệu ứng là N, mình sẽ gọi là N nha. Đơn giản đi, nếu mà ở tuần số lẻ là 13579 thì sẽ tăng toàn bộ hàng trước 30% dép và kháng 30% kháng crit trong một lượt nha. Được chưa? Còn nếu mà ở tu nó ở tu số chẵn, nghĩa là 2 4 6 8 10 thì sẽ trừ 30% thủ và kháng crit của toàn bộ địch. Đơn giản là ở tu lẻ thì sẽ búp thủ cho hàng trước. Được chưa? Búp lượng búp thủ cho hàng trước gồm 30% dép và 30% kháng crit. Còn nếu mà ở số chẵn là trừ thủ và trừ toàn bộ kháng crit của tiếp địch luôn. Và cứ mỗi lần sử dụng skill thì bản thân con tướng này nó sẽ hồi phục 20% HP bị mất. Đồng thời nếu mà trong team anh em á có tướng nào có bất kỳ đồng minh nào á, bất kỳ tướng nào nó bị debuff thì con tướng này nó sẽ tăng 4% thủ và kháng hiệu ứng trong một lượt. Cực kỳ trâu và cực kỳ gây ảnh hưởng đến cục diện trận đấu luôn. Nghĩa là skill đơn của nó vừa có thể buff cho đồng minh, vừa có thể gây giảm toàn bộ chỉ số của kẻ địch, vừa búp thủ vừa hồi phục, nghĩa là cái khả năng sinh tồn của nó cực kỳ cao. Rồi tiếp theo là đây là cái skill 2 mà là cái skill mà phải nói là gây lên thương hiệu của con này luôn. Mình đọc qua là mình thấy cực kỳ broken luôn, cực kỳ lỗi. Thì con này sẽ gây đam cho toàn bộ địch nha, 180% đam cho toàn bộ địch, thì cũng có số chẵn và số lẻ. Đơn giản thôi, nếu mà gây con này nộ cái tool 13579 thì tất cả đồng minh sẽ nhận được 30% giảm đam và 30% kháng sát thương chiêu cuối trong vòng một tuần. Còn nếu mà gây con này nộ ở trong tuần 2, 4, 6, 8, 10, đó là tuần chẵn đấy, thì tất cả kẻ địch sẽ bị giảm 30% kháng sát thương nha và 30% kháng năm chiêu cuối trong một lượt. Nếu phe ta có ba con tướng hệ thủ, nghĩa là ba con tướng khiêng nổ lên á, thì sẽ nhận một búp nha, tăng 25% khả năng phản sát thương. Anh em nghe không nhầm đâu, toàn bộ phe ta sẽ nhận được một buff 25% phản sát thương. Thì mình không biết là nó phản có nhiều hay không, nhưng mà anh em có tưởng tượng là cả team cùng phản đam. Mình không biết là cái này mình dịch có sai hay không, mình có dịch cái sai hay không, nhưng mà theo mình dịch là đúng là như vậy á. Đây nha, mình bật cho anh em xem nhá. Đây là Ultimate này. Đây nhá, anh em mình nhá. À, nếu mà có ba tướng đép là đổ lên nè thì nhận được cái aura reflection nhá, là tất cả các đồng minh nè hệ thủ chứ, đây là nó dịch thiếu anh em, tất cả các đồng minh hệ thủ nhá nhận được 25% giảm sát thương phản sát thương trong 2 tuần. Mà anh em biết là hiện tại tướng hệ thủ phản cũng rất là nhiều con, nó phản rất là kinh rồi, như là con Bi, con Raikage. Bi với Raikage đây mình sửa lại nhá, đây là để mình sửa lại. Búp tâm hạt này
cho tướng hệ thủ. Đó. Vậy thì mình sẽ hợp lý hơn. Anh cũng biết là một số con phá đá rất là kinh như là Rakage nè, Bi. Đó. Nếu mà qua Free Fighter thì sẽ là Goten S4 và con Xeron, con rồng vàng ấy. Ôi đợi chưa, con rồng vàng thì là hai con phản đam rất là kinh rồi, mà từ thêm con này nó búp nữa, tăng 25% phản đam nữa, là ba con cùng phản. Anh em việc mà anh em nộ AoE mà trúng ba con này bật ngửa là chuyện bình thường nhá, nhưng mà đó là mình tính trước. Còn ra còn khi mà game ra con tướng này nó cái dòng này nè, đây cái dòng này nó có mạnh hay không thì mình chưa biết được, nhưng mà nghe là thấy broken rồi đúng không? Đây nha, tiếp theo là đây là cái dòng mà khiến tạo nên thương hiệu con tướng này luôn. Đó là khi sử dụng chiêu cuối thì sẽ có 20% vút bất tử cho cả team trong vòng một lượt. Vãi cả đái, bất tử cả team, really bro? Anh em đéo nghe nhầm đâu. Khi mà con này có nội chiêu cuối nha, là có 20% vút bất tử cho cả team trong một lượt. Đây nha, là anh em chưa lên cây 6. Lên cây 6 thì có thể cái tỷ lệ nó sẽ tăng. Và khi mà anh em awaken cái vũ khí nó lên á, thì cái tỷ lệ này cũng có sẽ có thể tăng. Nhưng mà anh em phải hiểu là bút bất tử cho cả team. What the fuck man? Really? Bất tử nha, chứ không phải là bút khiêng là gì cả. Nghĩa là cả team anh em có thể không thể chết trong một cái tool nó luôn á. Vãi cả đái. Quá tuyệt vời. Vậy là nghĩa là anh em đi trước hay đi sau đều ngon hết. Được rồi. Đây nha. Trong khi sử dụng chữ cuối là bất tử phải vãi lồn. Đây là mình sửa lại chính tả nha. Đây là mình gõ khá là nhanh. Trong một lượt nha. Trong một lượt là BVB và hai lượt trong BVE. Thực ra BVE nó chẳng quan trọng lắm, bỏ qua. Chỉ kích hoạt một lần trong một trận nha anh em. Chỉ cái kiểu ứng này, kiểu ứng bất tử cho cả team á, chỉ kích hoạt một lần trong một trận. Tất nhiên là cái tỷ lệ của nó khá là thấp thôi, 20%. Nhưng mà lên cây 6 xong rồi ở cần cả vũ khí lên thì nó cũng có thể là 34%. Nhưng mà nó nhảy một cái là anh em thấy lỗi lỗi vãi cả đói đúng không? Và có 30% tỷ lệ gây choáng lên kể cả chiến chiêu. Anh em nên nhớ nhá, đây là một skill AoE, nghĩa là 30% gây choáng toàn bộ team địch luôn, tùy vào khả năng kháng của từng kẻ địch. Được chưa? Tất nhiên là đây là anh em nâng cái quất cần với lại gây gây 6 lên, KB 6 lên, gây 6 lên thì cái skill nó còn cái tỷ lệ nó còn cao hơn nữa. Và khi sử dụng chiếc cuối sẽ bút một lớp khiêng cho đồng minh thấp nhất. Thì nói chung anh em phải đơn giản ở đây á, là nộ nó nộ lên á thì sẽ bút cho cái đồng minh có HP thấp nhất một lớp khiêng, và lớp khiêng này sẽ kháng đa một lần và chuyển thể thành lớp HP ha. Được rồi, tổng kết lại nha, tổng kết lại thì đây là một con tướng cực kỳ lỗi, cực kỳ mạnh ở đội hình top cao và cả đội hình top thấp, và nó mang lại cái cơ chế, thực sự là đây con tướng mang lại cơ chế ba con tướng thủ rất là khá là ngon. Tại vì hiện tại anh em top thấp đều có thể chơi team là con tướng mới này nhá, Rakage Bi là một sự lựa chọn cực kỳ ok luôn với anh em top thấp. Được chưa? Anh em thêm đem thêm một số con phản đam với lại bất tử nữa thì thôi quá tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Đấy, theo mình đọc skill của này là nó như thế, nhưng mà khi nó ra nó thực chiến như thế nào thì mình không biết nha. Và cái cổng bắt môn hay là cái kame của nó có thay đổi quá nhiều phân tướng này hay không thì mình không biết. Cho nên nhưng mà bên One Piece đã ra rồi thì bên Free Fighter và Ninja ra tướng này chỉ là vấn đề thời gian, và mình rất là lo nó ở GP sắp tới. Và một số anh em nên tích vàng từ bây giờ nha, nên tích vàng từ bây giờ vì đây là một tướng khá là lỗi. Được rồi, thì mặc dù là mình biết là mình lên video muộn thế này thì sẽ rất nhiều anh em chửi mình đúng không, hay là kiểu không xem kịp, nhưng mà mình là Full Wifi, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nha. Và đừng quên, mình vẫn nhận xem dịch vụ đá tím cho con ưu tiên nhà kinh, vẫn nhận nạp game ưu tiên nhà kinh One P nạp, rồi Full Fighter còn gì cũng nhận hết. Anh em chỉ cần liên hệ mình dưới link Facebook và link group dưới phần mô tả nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhé. See ya.